Đây nha, bắt đầu vào khu du lịch Thủy Tiên Sơn Động. Trong cho vào. Trong chi. Cho nhà mình cùng ngắm hồ. Chị mi bị ngáo rồi bà giá. Ốc bì, tóc bì nhắn đi, ông ngáo mà là la bì hả, ông chiêu bì. Đúng là cái bọn nghiền, chiêu. Thì nó ổng ổng. Thì bà chúa rồi còn ổng. Cũng hơi đường đi. Bắt đầu chuyến du lịch. Hay nhỉ? À. Ơ, lúc ông bảo mình đi theo nàng nào? Rẽ trái. Nhà nghỉ dừng chân MC Neo vãi. Có biển chỉ dẫn hết. Đền. Tách, mình tí cầu mọi lúc. Tí cầu mọi hãy. Ừ, 6, tí cầu thì bao nhiêu? Ra mặt 8 rồi. 6 mặt 8 rồi. Ở vị. Ôi. Có sóng không? Chắc không có sóng đâu nhỉ. Thành Tâm. Đó, đây mới là động cô tiên à? Có cho vào không? Cho mà. Sao dạ thì cầu chưa? Kê ra. Không phải đâu đi cầu này ấy. Nó phải tiền giấy này nó mới được. Hả? Thế chân tật bao giờ? Ôi chết rồi, sao cái gì nó ra một đường ở đây? Ôi, thấy bị hiểm bên này. Ây chào, dồn nào mà đừng ở đây. Nhưng mà chắc chỉ qua cầu chỗ. Ừ, thì tiếng nơi về tiếng chồn à thôi. Ui, cái gì kia nó tóc ở đây đâu? Cái xe, cái cầu này. Ta lên đột nạ. Nạp nạp ba đắng chơi cũng có nhưng mà ủn nó có rốt thiên lý nó mà ăn mà thiên lý mà ăn nó chứ có thiên lý mà ăn đó thiên polymer cũng à cũng có tách thiên lý đó đây là cái lá cưng được đấy ngon này nè. Chỉ tâm em lên dù là con 8 lô thôi, đã bay ơi, hả đang 8 hết phá tiếng phá mà bay. Nó. Ờ 8 bạc khố nên nó cho đế đó. 8 bạc khố nên nó cho đế đó, bạc khố hả? Thôi nãy lâu qua nó hay phải phết thế rồi. Anh Tâm đang chuẩn bị lấy tìm vợ hay sao ấy, dì Mai ạ. À. Thấy cầu ông cầu bà lâu lắm. Bên này ôn tè con cải hay tà tám nhắn. Con cấu con tửa mẹ này. Ờ con ấy hạ cấu mà tửa mẹ này. Sáu ước hàng này lâu nữa tám. Đế có điện thoại cầu với hai lấy chồng lấy được không? Em hà đây chị Phượng đang xem đây này. Yeah.
con ổn tí hồ thác bà rồi tâm với người sáu miền huấn miền